Thưa quý vị, trước yêu cầu đặt ra về việc bảo vệ rừng đầu nguồn và những đòi hỏi về quy hoạch lâm nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy khôn lường, trong thời gian gần đây Đà Nẵng đã quyết liệt hơn trong việc triển khai các đề án thay thế, chuyển đổi sang trồng rừng cây gỗ lớn. Quan trọng hơn, người dân và doanh nghiệp, những chủ thể trồng rừng cũng rất đồng thuận và hưởng ứng tích cực chủ trương này. Tại các vùng đồi núi Đà Nẵng, không quá khó để thấy các vùng trồng keo với diện tích lớn của các hộ dân. Việc phát triển cây keo là chủ trương đúng vì đây là loại cây có giá trị kinh tế cao, chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cây keo trồng ở vùng nào, giống keo nào phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Thực tế cho thấy những năm qua, miền Trung hứng chịu rất nhiều các đợt thiên tai bão lũ. Những vụ việc thương tâm từ sạt lở trên các đồi núi đều do quy hoạch rừng đầu nguồn không hợp lý. Vấn đề này cũng đã được người dân Đà Nẵng, nhất là các hộ trồng rừng, nhìn nhận và có sự thay đổi trong nhận thức, trách nhiệm đối với việc phát triển lâm nghiệp bền vững. Từ đó ủng hộ chủ trương trồng rừng cây gỗ lớn của thành phố. Đối với những cái khu vực mà rừng núi nó quá dốc, tôi nói ví dụ cụ thể này này, ví dụ như là cái đoạn mà kề giáp cái đèo Mù Châu, thì đấy là cái vách núi nó rất là cao. Đấy. Thế 7 cái hộ dân ở dưới này thì đang có chủ trương là phải sơ tán đi đến cái khu tái định cư mới. Thế và nếu bây giờ chúng ta lại mở một cái đường gọi là đường gom đó để cho dân khai thác keo thì chúng ta không mở được, bởi vì mở cái là đất đá nó sụt xuống ngay cái đường cao tốc. Vì vậy thì những cái khu vực như thế này thì chúng tôi đề nghị là nguyện vọng của nhân dân ấy, là thôi thì nhà nước thu hồi lại đi. Đấy, sau đó hỗ trợ cho người dân một phần để họ trồng những cây gỗ lớn và không khai thác. Trồng những cây gỗ lớn xong để đó cho nó phát triển và bảo vệ môi trường thôi. Đấy, chứ chúng ta không khai thác. Trong buổi kiểm tra thực tế tình hình trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn huyện Hòa Vang vào đầu tháng 3 này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang chú trọng tuyên truyền khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi trồng rừng cây gỗ lớn vì mục tiêu tăng trưởng xanh. Đáng nói hơn, tại Nghị quyết 254 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn giai đoạn 2019-2030 với mức hỗ trợ 8 triệu đồng trên 1 hecta. Ủng hộ cái chủ trương là phải làm khuyến khích cho người dân và doanh nghiệp là và chuyển qua cái việc trồng cây gỗ lớn. Tất nhiên là sẽ đầu tư, doanh nghiệp, người dân sẽ đầu tư rất nhiều, nhưng mà phát triển rừng bền vững, tức là nó tránh cái tình trạng mà khai thác sau khi 3 năm rồi thu hoạch keo lá tràm rồi bạch đạn lại là gây do điều kiện thời tiết rồi bão mưa bão gây sạt lở, vì nó ảnh hưởng giáp ranh giữa rừng phòng hộ mà, đúng không? Thì rừng sản xuất giáp ranh là hay bị sạt lở như thế, mà rồi không có mảng xanh, trong khi độ che phủ rừng thì mình phải phấn đấu giữ ổn định 47%. Cho nên về khuyến khích là trồng những cây gỗ lớn như này, thời gian khai thác thì lâu hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì chính phủ cũng đã có chính sách hỗ trợ rồi. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thì có hỗ trợ thêm nữa rồi. Doanh nghiệp đầu tư thì mình sẽ tạo điều kiện hết, hỗ trợ bằng những chính sách như vậy, khuyến khích họ đầu tư dài hạn, lâu dài, phát triển bền vững hơn. Chuyển dần sang trồng rừng gỗ lớn là hướng đi bền vững, đặt mục tiêu về giá trị kinh tế lẫn môi trường, được Đà Nẵng rất quan tâm, chú trọng. Trồng rừng gỗ lớn không chỉ tăng thời gian chăm sóc, khai thác rừng trồng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với trồng rừng ngắn ngày, mà còn cho thu nhập cao gấp 3 lần. Chủ trương và chính sách hỗ trợ đã có, sự đồng thuận của người dân cũng rất lớn. Vấn đề còn lại là mất bao nhiêu thời gian để chúng ta có thể phủ xanh đồi núi Đà Nẵng bằng những cánh rừng gỗ lớn.